Trong 40 phút đầu dứt điểm tới 9 lần mà không thể ghi bàn vào lưới Brentford hôm 28 tháng 10, Chelsea chơi trùng xuống khi tỷ số vẫn là 0-0. Lúc đó, tiền đạo Jackson đi ra khu vực kỹ thuật để nhận chỉ đạo từ huấn luyện viên Pochettino. Lúc đó, một khán giả bắt đầu lớn tiếng cãi nhau với Pochettino và Jackson. Do lúc đó chúng tôi đều bình tĩnh, một khán giả hét lên, tỉnh dậy đi, rồi anh ta bắt đầu lăng mạ. Huấn luyện viên người Argentina nói trong họp báo sau trận thua 0-2 trên sân Stamford Bridge. Jackson sau đó mất tập trung một chút, nên tôi nói cậu ấy hãy tập trung vào. Lúc đó khán giả lại lăng mạ, lần này tôi bảo anh ta hãy ngừng nói và cổ vũ đội bóng. Chuyện chỉ có vậy, và chúng tôi cũng như khán giả đều thể hiện sự tôn trọng. Do phung phí cơ hội, Chelsea phải trả giá khi để Brentford ghi hai bàn trong hiệp 2, nhờ công của trung vệ Ethan Pinnock và tiền đạo Brian Mbeumo. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Chelsea thua Brentford trên sân Stamford Bridge. Số trận thắng của Brentford trên sân Stamford Bridge năm nay cũng tương đương Chelsea. Pochettino cho rằng khả năng tận dụng cơ hội của hàng công khiến Chelsea đang gặp khó khăn. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, rõ ràng là vậy, ông nói. Và nếu không thể ghi bàn, chúng tôi chỉ có thể trách bản thân. Chelsea mới ghi 13 bàn trong 10 trận ở ngoại hạng Anh mùa này và đang đứng vị trí 11. Họ có thể lún sâu hơn ở nửa sau bảng điểm, bởi các đối thủ tiếp theo lần lượt là Tottenham Hotspur, Manchester City, Newcastle, Brighton và Man United. Dù thắng, huấn luyện viên Thomas Frank không hài lòng với màn thể hiện của cầu thủ Brentford. Chúng tôi chỉ chơi ở mức trung bình, ông nói. Vì thế điều đầu tiên tôi nói với các cầu thủ là họ đáng lẽ giỏi hơn thế nhiều. Tuy nhiên, Frank cũng nói rằng Brentford chơi tốt hơn trong hiệp 2 và đạt tới trình độ của Chelsea. Chúng tôi khiến đối thủ phải im tiếng. Và kết quả này không dễ đạt được bởi hàng công Chelsea có trình độ cao, huấn luyện viên người Đan Mạch nói thêm.